đúng không? Thí dụ như tụi em muốn share clip Trâm Anh thì cái title đó nó phải có chữ clip hot Trâm Anh full không che, hay là tiếng tiếng tốt tốt gì đó, phải đặt đúng người ta mới coi. Tự nhiên cái đặt nè, nè coi đi bạn hay lắm. Bởi vì có những cái ông cha bà mẹ nói dân trí thấp thì lại tự ái đặt tên con ra đặt đúng xấu luôn, đặt nụ rồi đặt cu tí cu tèo me cốc gì tùm lum hết. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào bạn đến với chương trình hướng dẫn kinh doanh. Tiếp tục là một chủ đề về online marketing. Cũng tiếp tục nói về website. Vấn đề website rất là quan trọng cho những bạn khởi nghiệp, cho những bạn tìm hiểu. Đó, các bạn nghe video này có thể là không làm ăn, nhưng mà các bạn có thể biết được kiến thức kinh nghiệm để vô làm mướn. Thiếu cha và mấy bà chủ cô chủ đâu biết gì đâu, vô làm cho người ta ba. Đúng không? Cô chủ nhỏ bán cà phê, bán trà chanh chém gió, bán gì đó đâu biết web gì đâu. Mà không chừng tụi nó suy nghĩ khỏi cần web, nó bán Facebook lắm á. Ta phần lần vậy đó mấy em. Bởi vậy kinh doanh toàn vậy không mà mở miệng lúc nào cũng start up nghe vãi chưởng. Bây giờ anh sẽ nói về những cái điều quan trọng nhất của một website. Khi mặt bạn đọc mắt vào nhìn, mặt bạn đầu tư sai là bạn chết bà luôn. Dấu hiệu nhận diện thương hiệu nó phải có. Mà BBT đã phát triển nhận diện thương hiệu cho đại lý rồi. Đó, mà trên website đại lý nó không hề có những cái đó. Đó thì có thể là lỗi do hai bên, một là mấy thằng làm web của BBT nó quên bỏ vô, hai là đại lý cũng quên luôn. Mà đại lý quên nhắc luôn, có biết gì đâu nhắc. Thì qua cái này thấy nói chung là đại lý của mình cũng phải vướng phải trong vấn đề làm ăn, nó buông ra nó nhiều chuyện quá. Nhiều chuyện quá nên nó không có rầm vào web, hiểu không? Khi nó không đầu tư được đúng mức. Rồi ok. Con người ta phải có tên, web nó cũng phải có tên. Yes. Các bạn phải suy nghĩ làm sao để đặt cái tên web cho nó đúng. Đây không phải là cái chương trình hướng dẫn đặt tên web nha, mà hướng dẫn là web nó những có cái gì. Thứ nhất là giờ là logo. Nó logo là phải có, logo là dấu hiệu nhận diện thương hiệu. Logo nó có nhiều dạng logo. Logo full là cái gì? Là logo nó gồm có phần ký hiệu, phần chữ và phần slogan. Nó là logo full. Mà hiếm ai xài logo full lắm, từ khi nào in áo hình gì thôi à. Còn hai á là logo dạng mình không biết kêu dạng gì ta, dạng trung bình đi. Nó gồm có cả chữ và cả text. Nó gồm có cả chữ và cả hình. Nè. Thì cái logo đó để bỏ ra nhiều chỗ trên website để kịch này kịch kia. Còn cái cuối cùng á là logo mini. Biết logo mini là gì không? Logo mini nó có hai chỗ để nè. Thứ nhất á là logo mini á để những chỗ nào nhỏ. Những chỗ đóng dấu thương hiệu, không cho nào cấp hình, không cho nào cấp bài gì đó, ví dụ vậy, đóng tờ lơ trên đó. Nó kêu là watermark. Nhá, còn cái chỗ thứ hai trên website rất quan trọng. Mà mấy thằng media nó không làm. Cho đại lý làm đại lý web đúng xấu luôn. Đó là gì? Favicon. Cái favicon là cái icon mà khi mà nó hiện trình duyệt đó mấy em. Hiểu không? Tức là ví dụ như tụi em search nè, đó. Giống như mà tụi em qua thằng Thái Hình Online, tụi em search thấy con vàng vàng gồng gồng, đồ này favicon của nó đó. Qua BBT có favicon, qua Musclefield, ăn Musclefield favicon đẹp, thằng Musclefield làm web cũng tương đối là điểm này được á. Nhưng mà qua thằng Đà Nà Súp không có gì hết. Đúng chưa? Là cái gì đó là cái sai bẹt. Cái sai. Tôi nhìn trên web thằng nào cũng có favicon hết, thằng Facebook cũng có, tất cả mọi thứ đều có favicon. Mẹ riêng cái thằng Đà Nà Súp mở lên không có gì trơn, trời. Kỳ giáp ba thiệu. Đó là cái logo, tác dụng quan trọng của logo. Mà cái vị trí đặt logo á thì nó có một chuẩn là thường đặt trên top left. Top left là bên cao trái. Ok. Không bàn. Tiếp theo, thứ hai là cái tên. Cái tên web. Cái tên web nó khác cái tên bài nha. Cái tên web nó khác cái tên bài. Ok. Tên web trong HTML nó kêu là cái thẻ meta. Nó meta title. Ok. Còn cái bài là cái title. Thí dụ như á, cái Đà Nà Súp nè, tụi em lít vô tụi em sẽ thấy cái tên web nó để là
thực phẩm dinh dưỡng ghim Đà Nà Súp đặt ngu. Mình dùng luôn đặt ngu, khỏi các bạn đi. Nguyên tắc đặt tên, Frank Nam đứng đầu, keyword đứng sau. Mấy thằng này nó không có học marketing, không có học web ngày nào hết trơn, vô làm mướn cho BBT đặt cái tên đúng ngu luôn, đúng không? Cái chỗ này nè, tụi em phải ghi là Đà Nà Súp, rồi những cái gì, cái keyword tụi em muốn show up ra. Thí dụ như thực phẩm gọi là đại lý thương hiệu độc quyền miền Trung gì đó, hay độc quyền Đà Nẵng gì đó, mới ghi vô vậy nó mới men. Tự nhiên cái thực phẩm dinh dưỡng tập gym, vậy là cái trực quan người ta sẽ hiểu rằng cái thương hiệu này là thực phẩm dinh dưỡng tập gym nè, chứ không phải thương hiệu là Đà Nà Súp. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Cái đó đó mà khi mà tụi em dùng để tụi em share trên mạng xã hội, share bất cứ chỗ nào, nó sẽ hiện ra đầu tiên. Nó sẽ hiện ra đầu tiên. Mà website tụi em mà cái này đặt tầm 7, tụi em share nó là tầm 7, mà tụi em share tầm 7 nó hiện tầm 7, thằng kia nó méo thành còi luôn, đúng không? Thí dụ như tụi em muốn share clip Trâm Anh thì cái title đó nó phải có chữ clip hot Trâm Anh full không che, hay là tiếng tốt tốt gì đó, phải đặt đúng người ta mới coi. Tự nhiên cái đặt nè coi đi bạn hay lắm, không ai biết gì đâu, coi mày bóp ra rớt sao, đúng không? Đó, nên cái nghệ thuật đặt title nó phải đúng. Đó, mà một cái website mà cái title tầm 7 là cái đó là giống như cái tên mày đặt ngu. Cái tên đặt ngu công tầng tôn nữ tôn ít hiện tại bà rác gì đó. Rồi sao làm bằng lái xe ba, đúng không? Bởi vì có những cái ông cha bà mẹ nói dân trí thấp thì lại tự ái, đặt tên con ra đặt đúng xấu luôn. Đặt nụ, rồi đặt cu tí, cu tèo, me cốc gì lum hết. Thất bại cả một thế hệ. Cái mô tả là cái tụi em không thấy được. Cái mô tả nó có hai loại mô tả nha. Meta description nó là khác so với cái description. Những cái nào mà có chữ meta đó là những cái đó là nó không hiện ra trên màn hình mình nhìn thấy, mà nó hiện lên cho thằng máy đọc, thằng search engine, thằng Google, thằng này đằng kia đọc đó. Thí dụ như bây giờ á, tụi em muốn biết á là cái thằng Đà Nà Súp này đang đặt cái meta là cái gì á, tụi em share thử qua đâu đó đi. Thí dụ nhắn tin qua thằng Khứa nào chơi coi, nhắn tin cho thằng Duy Nguyễn với thằng Tích Xanh đi. Chết mẹ, sao nhắn gì đâu mà tao phim thằng đọc không trời. Coi như chưa nói gì nha. Nói chung bot Facebook là có rồi, nhưng mà anh bot anh ta vô tao đọc ba ơi. Rồi thằng này được nè, nó chia lên KB nó có hiện nè. Thằng này nó đang sử dụng là cái meta description là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền nhiều thương hiệu thực phẩm bổ sung hàng đầu tại Việt Nam. Quá chung chung. Yes. Đúng không? Nên cái này á nó sẽ không có đúng. Đó, nên tụi em là đặt cái này không được rồi đó. Vậy là thằng này nói chung nó lỗi nhiều cái, nãy giờ đang phân tích cái lỗi nó ra. Tức là một cái web nó nhận diện đúng á thì bạn cứ coi như THOL đi là nó đúng rồi đó. Mà không, THOL nó không chuẩn bằng thể hình online.com.vn ngày xưa nha. Cái đó là anh làm nó mới chuẩn. Không, tao không tin search thể hình online.com.vn này, đúng không? Tên là gì? Thể hình online gym phục vụ cuộc sống. Thực phẩm bổ sung luyện tập thể hình. Wow. Toàn là nội dung chính của web không? Quá đúng, đúng không? Thể hình phục vụ cuộc sống, không để cuộc sống phục vụ thể hình. Là một gamer, ngoài việc có body đẹp cần có một, cần là một người có ích trong sòi trí tuệ sức khỏe. Đâu nghe thấy đẳng cấp rồi đó, bay vô coi liền. Đó là cái nghệ thuật đặt meta description. Bây giờ khi anh thấy không, một cái video của anh á, ủa là một cái web á, tụi em làm căn bản thì tụi em khi mà tụi em share trên Skype đó, cái Skype chỉ là một trong những cái mà ví dụ để mình share thôi, nó sẽ hiện ra những cái phần này. Nó thể hiện ra những cái phần này. Thứ nhất là tấm hình đại diện. Mà tấm hình đại diện là cái tụi em phải cài đặt được, tụi em phải cho là cái chỗ này nó hiện tấm hình đại diện là cái này, chứ không phải nó lấy bậy để bạ trong web, nó kiếm hình nào nó lấy, hiểu không? Đó. Và thứ hai là cái meta title, và cái thứ ba là meta description. Ba cái đó là ba cái cực kỳ quan trọng nha. Mà tụi em web tụi em làm chưa chuẩn là tụi em còn sai. Nó như thằng Lotus Sub là tạm. Thằng Lotus Sub nó còn cái meta description chưa chuẩn. Cái meta description em được 160 chữ. Mày viết sao mày viết? 160 chữ, nên chọn những chữ keyword và những chữ phản ánh nội dung của web mình. Trời, mấy cái này là phải học đó ba. Đó, nhớ chưa? Nó còn cái meta title tụi em chọn 60 chữ tối đa. Tối ưu là 55 chữ. Rồi tiếp, cái đó là những cái phần mà lại để cho máy, để cho search engine, để cho nó làm tăng cái thứ hạng web mình, để làm cho web mình nó viết. Bây giờ qua những thứ mà có thể nhìn được nè. Một cái web chắc chắn phải có phần giới thiệu, đúng không? Mà cái phần giới thiệu mà tụi bay làm không xong, tụi bay không bàn giao cho khách hàng phần giới thiệu luôn. Để cho tụi qua thử Đà Nà Súp coi nó có giới thiệu gì không. Nè, vô phần giới thiệu kịch. Cái gì giáp ba,
gì là thôi chết mẹ rồi. Nha, để ra là sub đựng sửa cho nó minh họa video luôn nha mấy em. Nó không có dập phần giới thiệu như vậy. Ít ra là thấy không, vô trang BBT coi phần giới thiệu của ổng là cái gì. Nó có ngầu không? Web nó phải có phần giới thiệu nha mấy em. Nó không phải giỡn. Cái chuẩn của web là tụi em phải làm những cái gì đó mà người ta bổ sung sau. Giống như là sản phẩm, giống như là bài viết thì tụi em bổ sung sau được, hình ảnh bổ sung sau được. Nhưng mà những cái căn bản như nãy giờ anh nói là bắt buộc phải có. Nó mới được gọi là cái web hoàn thiện. Thí dụ như trong quá trình tụi em làm web mà chưa có phần giới thiệu á, là qua kiếm marketing liền. Ê mày nổ cho người ta tới đâu rồi, mày đưa bài đó tao post coi thì mới là được. Chứ đại lý người ta đâu biết cái này. Biết cái con khỉ không biết đâu. Mới bây giờ kêu đại lý ngồi viết giới thiệu, nó thằng má hồi đó cha mẹ có tiền thôi chứ học chăn ngu lắm viết được. Nó thiệt. Bây giờ tao nói thẳng luôn, không phải là ai cũng viết được đâu mấy em. Cái môn văn mà cái môn mà thuộc mang môn mà có thù chúng ta mà. Ví dụ giờ vô trang BBT vô phần giới thiệu, bao giờ web phải giới thiệu. Đó, gì đây? Gym phục vụ cuộc sống, kinh tư vấn bán hàng sản phẩm chúng tôi về giá cả, về chất lượng sản phẩm. Ồ, phần giới thiệu này cũng chưa hay, vậy đó tôi chưa làm luôn. Trời ơi, hôm nay anh bận rộn quá, anh không có coi tụi em làm web phần giới thiệu giờ chưa được nha. Cái trang BBT THOL giới thiệu giờ chưa được. Nó giờ qua trang BBT giới thiệu sao? Ê, sao chưa đổi hình? Chưa đổi hình mày, tự nhiên bài BBT giới thiệu cái thằng khứa nào nước ngoài vậy, uống bình lắc gì vô duyên. Ai cho làm trong công ty tao, đổi hình hoặc bỏ mẹ nó luôn đi, thay bằng ô khác. Nó mày qua bài giới thiệu của BBT là nhìn thấy đẳng cấp liền. Nó tụi em cứ nhìn đi thấy không? Đó mới là web, thể hiện như một cái là đùng đùng liền. Tại sao đại lý người ta có nhiều hình đâu phải không có hình đâu ba. Đại lý khai trương ta chụp trời đó coi, chụp với hot girl, chụp với gái, chụp với quá trời hình luôn mà không biết bỏ lên web. Mà đi bỏ lên Facebook không à. Anh thua luôn. Đó, phần trang giới thiệu cực kỳ quan trọng. Người ta phải vô cái trang của bạn người ta coi để người ta biết được cái độ lớn của bạn như thế nào. Từ đó người ta mới hợp tác làm ăn hoặc là chọn mua dịch vụ của bạn. Nó tại sao tất cả BBT nó giới thiệu nó hay nổ 4 tòa nhà ra. Tại vì 4 tòa nhà là cái tụi bay không có được. Cái đó là cái quan trọng nhất là khỏi bạn cái chuyện đâu đi cấm lợn. Yes. Khỏi nói chúng tôi dịch vụ tốt, cái gì mới tốt lấy gì bảo hành. Em có 4 building bảo hành mới được chứ. Đó là phần giới thiệu, phần thứ hai là phần liên hệ. Phần liên hệ mà tụi em không tốt là tụi em cũng thấy bùa luôn. Qua liên hệ đà đà coi. Thôi đi má, cố gắng việc hóa cho người ta đi ba. Thí dụ gửi thông điệp trực tuyến thì cũng được đi. Kêu gửi thư hay gửi gì đó, gửi thông điệp, dịch kỹ mấy. Trời, thông tin liên lạc chưa đổi nữa ba, để thông tin của công ty BBT luôn, trời ơi. Không được. Thiếu cái map, nhúng Google Map vô cho người ta. Yes. Đúng không, cái phần liên hệ, có coi form, chắc chắn là phải có. Mà cái form này gửi có đi hay không là phải coi nữa nha ba. Ba để cái form này đã đợi gửi mail không đi. Rủi thằng kia nó vô, nó nhắn tin, em muốn làm đại lý cấp 2 của anh Đà Nà. Em vậy, nhắn cạch. Gửi quá, mốt tới chưa tới nữa. Đúng không, gửi mốt chưa tới nữa. Mà nó ngoài Đà Nẵng, đúng không? Khách chung cửa rất là đông. Đó, mà khách chung cửa thì nó không có xài Facebook. Em hiểu chưa? Nó không vô Facebook nhắn tin được đâu, nó sẽ vô cái form này nhắn nè. Nì hào ma, vừa hạnh hào, đúng không? Vừa đang du lịch ở Đà Nẵng, vừa muốn mua một protein, nì giao cho vừa tại địa chỉ. Xong rồi submit cái cặp, mày không trách mail box. Mày không trách submit đi, thôi nó nhắn tới chết tôi nhận được nữa. À, anh trách làm mày có cái bản đồ nhỏ xíu ở đây. Giờ hỏi thiệt mày có cách nào mày tha bản đồ lên đây không? Tha bản đồ lên cao cao nó bự luôn. Mất cái bản đồ là cái để nổ. Mà mày để cái bản đồ nhỏ xíu dưới đây à. Đó. Rồi. Tiện ở đây. Cái phần này nói luôn. Mấy em nhìn nè. Sản phẩm nổi bật với sản phẩm bán chạy nhất dữ liệu đó đúng chưa? Tao cốc cần biết cái nào bán chạy nhất cả. Nói chung là cái chỗ này tao ghi cái chữ vậy thôi. Nhưng mà mình phải đem những cái sản phẩm mình muốn bán ra. Em hiểu không? Mình muốn bán ra, mình muốn show up ra. Nó phải hiện đúng cái đã. Đó, để mình có điều quảng cáo. Đó, còn khi mà em bàn giao web cho người ta, dữ liệu nó phải đàng hoàng, em việc hóa cho nó ngon vô. Tên của bạn hay gì đó. Còn mấy mốt rồi nó muốn làm thêm tiếng Anh nữa thì nó thêm tiền. Tên tiếng Anh nữa thì phải thêm tiền rồi. Rồi, một cái đống thông tin ở dưới nó cũng đang sai phạm. Nhưng mà đó phải nội dung video này. Video này chỉ nói là cái phần quan trọng là gì. Thứ nhất là mấy cái hình, mấy cái title, mấy cái description. Đúng không? Rồi thứ tiếp theo đó là cái bài về giới thiệu. Đó, bài về liên hệ. Còn một bài nữa, bảo mật. Bảo mật. Phải có bài đó nữa. Mày không có bài đó là mày sống trong rừng, trong rú, ăn cám sú, cám heo, chứ phải văn minh 4.0 nha mày. Tại vì tụi em phải bảo mật thông tin khách hàng. Tại vì tụi em có cái form.
cái form tụi em nhập liệu vô đây, người ta điền tên, người ta vô, tất cả thứ vô. Thì tụi em phải có cái trang về bảo mật nữa, cái này thì không cần phải soạn ăn cắp mạng đi. Tại nó nằm như nấy thôi à, chúng tôi chịu không chịu trách nhiệm, sẽ kiểu kịch vô. Để nùi vô có độc đâu, đánh dấu chắc vô xịu. Chứ không mà vô hát người ta từ lưa vô hết, ai dám bỏ cái này bỏ kia vô. Đó, đó là những cái trang căn bản. Trang căn bản phải có. Rồi tiếp theo hình ảnh. Ít ra thì cái trang chủ tụi em phải hoàn thiện cái đã. Còn mấy trang trong ở trong thì từ từ người ta bóp bài nó mới có. Hiểu không? Nè, kéo từ trên xuống dưới nha. Thí dụ như cái ô này á, là nó có 4-50 sản phẩm gì của ba bốn cái sản phẩm của BBT. Nó gọi là kêu là cái gì? Cái slide show. Cái slide show là cái mà hình ảnh nó chạy đó. Đó, thiết kế xong rồi bóp cho người ta. Rồi cái chỗ mà cái hai cái ô xanh xanh kế bên nè, máy sạm xí gì đó, không biết, chả biết cái khỉ gì cả. Cái này bỏ mẹ hai tấm hình quảng cáo vô đi, cho nó yên chỗ đi, cho nó xong. Rồi tiếp theo, nó là cái phần mà media rất là quan trọng nè, phần dưới nè. Cái phần mà tụi bay đang để hình nó nhỏ kia nó đĩa anh á. Con nhỏ, tao biết tao đẹp trai rồi. Tụi bay không phải đi đâu, phải là nó đem cái hình ảnh mà nhỏ kia nó đĩa anh, mà thèm muốn thèm khác anh vậy đâu. Cả những đại lý của VBT đều có một bài ngắn về marketing cho họ. Cái bài mà marketing nó lồng tiếng á, cái bài ngắn. Đúng chưa? Thì lấy cái video đó bỏ vào đây, ok? Đúng chưa? Lấy cái video đó bỏ vào đây, bỏ link đó mình up trên mạng rồi, mình lấy cái link mình nhét cho thôi. Xài thẻ embed đó, đó. Rồi xong, rồi cái dòng ở trên đây, cái dòng đại lý chính thức của BBT thì có thể để cũng được. Đó, rồi xong rồi ở dưới ghi cái thông tin về người ta ba ơi. Rồi xong rồi cái hình nền. Cái hình nền á thì tụi em lấy cái hình nền mà tất cả những hình mà nó chụp hình nào đẹp đó, hoặc quăng mẹ cái banner mà tụi em thiết kế đó, nó vô đây là nó đẹp, đúng không? Những cái dấu hiệu nhận diện thương hiệu của người ta phải bỏ lên trang chủ để cho cái để cho nhìn cho nó tổng thể, nó rõ ràng và nó đẹp. Đó là những cái phần mà tụi em phải làm nha, phải bàn giao cho nó rõ ràng. Mình marketing như vậy đó nó mới chuẩn chỉ. Và anh hy vọng á, các bạn đại lý cũng nên dành thời gian để xem video này để học kêu, để biết được, để mình quản trị website của mình đó, để cho website của mình nó tốt. Tất nhiên là BBT đã bảo kê mấy anh chị em phần kỹ thuật rồi. Cái phần code, phần sale, phần server, phần nói chung là không có lo phần đó lắm. Đúng không? Cái còn lại là đổ dữ liệu vào. Nhưng mà đổ như thế nào? Chứ như khi mình nghe mà nói giờ post bài nghe căng quá, căng cái con khỉ gì mấy ông nội post trên Facebook nhóc. Thì lấy cái bài đó bỏ trên kia thôi. Cứ đoạn chèn cho nó có thể bê. Đúng không? Đoạn chèn cho nó có thể bê rồi xong rồi cái thay thồ cho thẻ tròn, cái mấy cái dòng này giống như là số 4 kiệt sức chấn thương cho thẻ tròn vậy, xong rồi đó chèn mấy tấm hình vô thẻ email img đúng không, antalot vô là lấy cái thay thồ quăng vô. Thì bây giờ các bạn post cái bài này vô, nó có hai phần. Một là post test, không có hình cũng được nữa, cho lên cái bài trước rồi đúng không, rồi sau đó post hình. Nói chung nó không có khó nha, cái bước đó là mấy anh chị phải làm hoặc là có người phải làm. Một ngày một bài thôi, nghe tôi đi, không có lâu đâu. Bà có biết không, ngày xưa tôi nuôi cái web THOL nó tràn gian máu hải tới cái cỡ nào. Tôi chia sẻ cho bạn coi cái phần mà Nutrition nè, nói thiệt tôi làm cái dự án Nutrition đó nó chua lắm luôn á. Bao nhiêu con cá hồi, cá tra, cá ba sa gì đó, thành phần dinh dưỡng đồ vô, chỉ số no đủ đồ vô, load dữ liệu XML đọc server ra, đọc bên trang người ta load về, dùng máy xí viết ra robot cho nó ngồi nó bỏ chữ, nó ngồi nó bỏ hình, nó ngồi nó bỏ mấy cái thông tin riêng của người ta. Trời đất ơi, chua lắm á ba. Bây giờ mấy ông là sướng rồi, lo phần dữ liệu không à. 1.000 bài thôi, hoặc thậm chí 2.000 một bài cũng được. 2.000 một bài cũng ok. Mà bài đó ở đâu ra? Đúng không? Lên BBT đĩa trước. BBT có bài nào á, lấy bài đó mới, lấy bài về post giống vậy đó là được bài của mình, hoặc là chị em tự động lên mạng kiếm đâu bài nào hay để nuôi trồng. Đó, để mình xây dựng cái web mình nó vững, cái web mình nó vững, rồi mình quất cái bài đó qua bên Facebook mình chia sẻ tờ lưa hộp dưa luôn. Đó. Hiểu chưa? Như vậy đó là cái lực của các bạn trên marketing online nó rất là mạnh. Đó, marketing online sẽ đổ khách hàng cho các bạn, cái con đường đó mà là bền vững. Đúng không? Còn bây giờ các bạn chạy quảng cáo Facebook đi rồi mà nó đốt tiền thấy mẹ luôn á. Oh, no. Dạo này các bạn có thấy không? Mở YouTube ra toàn là Hồng Kông nó chạy quảng cáo không? What? Các bạn có bị không? Nope. Mở ra toàn xù xì. Nghe không hiểu gì cả. Vậy thì á, thằng Hồng Kông nó cũng tốn tiền mà tôi đâu có mua. Thì thằng đó đang đốt tiền đó. Thôi ngày chỉ dạy chiêu thôi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
thích thì like đi. Nói chung kiến thức về marketing về IT nó còn nhiều lắm. Mà hầu như các bạn bây giờ á là bây giờ thời đại của mạng nó nhiều á, nên các bạn chỉ quan tâm mạng xã hội thôi. Bạn quên mẹ đi cái SEO. Quên đi sale, quên đi web. Đúng không? Web nó nhiều lắm. Một ngày nghe một chút đi, bảo đảm nổi công thâm hậu. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.